Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì trước đây ở trên kênh của em khoảng chừng cỡ 2 tháng đấy, thì em có chia sẻ với các anh chị cái dự án Open World MT đấy. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thì các anh chị sẽ nhận được 54 triệu cái đồng áo nhá. Thì hiện tại ở bên dự án người ta đã bắt đầu cho các anh chị xác nhận cái tài khoản, xác minh cái tài khoản để các anh chị nhận được cái airdrop nhá. Khi các anh chị đăng nhập vào cái tài khoản của các anh chị thì các anh chị sẽ thấy cái giao diện như thế này. Người ta yêu cầu các anh chị thực hiện xác minh một số cái nhiệm vụ. Bây giờ thì em sẽ vào cái kênh Twitter để chia sẻ với các anh chị cái thông tin của cái dự án này nhé. Rồi em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành xác minh cái tài khoản. Đây, khi các anh chị vào cái Twitter của dự án thì các anh chị kéo xuống, các anh chị sẽ thấy cái tweet đã ghim này. Cái tweet này thì người ta nói là các đối tác toàn cầu hân hạnh giới thiệu về Open World MT. Đây là các cái đối tác giới thiệu về cái dự án MT này nhá. Open World MT đấy. Rồi. Mục này thì nó cũng không có gì đây. Các anh chị kéo xuống. Các anh chị sẽ thấy một cái dòng thông báo như thế này. Đấy, dịch bài đăng này. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhận mã thông báo Open World MT miễn phí thông qua sự kiện Airdrop. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xác minh thông tin của bạn từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 qua các bước sau. Cái việc xác minh này nó có cái thời gian cụ thể nhá, nên các anh chị khi xem được cái video này thì các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị làm liền. Cái việc xác minh thì nó cũng nhanh thôi. Các anh chị chỉ cần này đăng ký cái tài khoản email này, theo dõi Twitter này, tham gia kênh Telegram của dự án này, tham gia nhóm Telegram của dự án này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và thực hiện một số cái nhiệm vụ này nhé, để xác minh cái tài khoản. Khi các anh chị vào mà các anh chị không thấy cái giao diện này thì các anh chị click vào cho em cái dấu 4 chấm ở đây và các anh chị chọn cái mục Airdrop nhé, thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này. Rồi bây giờ các anh chị hoàn thành cho em tất cả các cái nhiệm vụ mạng xã hội ở đây. Thứ nhất là các anh chị follow cái kênh Twitter của dự án này, các anh chị click vào đây. Rồi thì nó sẽ chuyển các anh chị sang cái Twitter nhé. Các anh chị click vào cái chữ theo dõi ở đây. Rồi các anh chị quay trở lại thì nó sẽ nổi cái tích sẵn như thế này là ok. Tiếp đến các anh chị click vào cái chữ Join Open World MT ở đây. Và các anh chị cũng làm tương tự như thế này đối với cái mục cuối nhé. Sau khi các anh chị hoàn thành thì các anh chị cũng thấy cái tích sẵn nó nổi như thế này. Và cái mục thứ ba khi các anh chị hoàn thành thì nó sẽ không nổi tích sẵn đâu nhé. Thì các anh chị cứ làm... các anh chị cứ dọn vào rồi thì thôi, và các anh chị nhấn vào cái chữ net ở đây. Tiếp đến thì các anh chị điền cái địa chỉ email các anh chị cần xác minh cái tài khoản vào đây, và các anh chị nhấn vào chữ sign code này. Thì các anh chị điền vào và các anh chị nhấn vào sign code. Tôi sẽ có một cái mã code gửi về trong cái email đấy, các anh chị vào cái email nhá. Các anh chị sao chép cái mã code và các anh chị dán vào đây và các anh chị nhấn vào chữ confirm này. Sau khi mà nó bảo very email successful như thế này là đã ok rồi đấy. Như thế là cái tài khoản của các anh chị đã được xác minh thành công rồi nhá. Cái việc xác minh cái tài khoản thì nó cũng rất là nhanh thôi. Nhưng mà nó có cái thời gian giới hạn đấy, nên các anh chị chú ý khi xem được cái video thì các anh chị làm liền luôn nhá. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản ở trên cái dự án Open World MT rồi. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.